Ok, xin chào các khán giả của kênh Hậu Trường Bóng Đá. 19 giờ thường là khung giờ mà các gia đình ở Việt Nam quây quần bên nhau ăn cơm tối. Tuy nhiên với các cầu thủ U22 Việt Nam thì 19 giờ lại là khung bắt đầu buổi tập tối. Và buổi tập tối 17 tháng 5 là một trong những ngày như thế. Thực tế thì trong rất nhiều lần hội quân trước đây của các đội tuyển quốc gia hay là U22 Việt Nam thì việc tập muộn thế này không còn lạ nữa. Mặc dù tập khá muộn nhưng có thể thấy là tâm trạng các cầu thủ vẫn rất là hưng phấn. Họ rất là thoải mái, vui vẻ khi trò chuyện với nhau, cũng như khi được các trợ lý hỏi thăm. Nếu như lúc sáng thì các cầu thủ tập thể lực thì ở buổi tập tối, các cầu thủ U22 Việt Nam sẽ bước vào những bài tập rèn kỹ về mặt chiến thuật. Đặc biệt khi trước mắt họ là trận giao hữu đầy bổ ích với các đàn anh ở đội tuyển quốc gia Việt Nam. Theo mình nghĩ có lẽ tất cả các cầu thủ được triệu tập trong đợt tập trung lần này sẽ đều có cơ hội ra sân thi đấu. Tuy nhiên để có được cái thể trạng cũng như là phong độ tốt khi bước vào trận thì rõ ràng các cầu thủ cần phải chuẩn bị kỹ cho mình đầy đủ kỹ năng cần thiết. Có thể thấy là với huấn luyện viên Kim Han-yoon và ban huấn luyện, việc tạo được cái niềm cảm hứng trong tập luyện cũng như là sự thoải mái vui vẻ là điều rất quan trọng. Và vì thế thì thường trước mỗi buổi tập, các cầu thủ U22 Việt Nam luôn có những trò chơi vận động không chỉ gia tăng yếu tố thể lực mà còn góp phần thúc đẩy yếu tố đoàn kết nội bộ đội bóng. Mặc dù bị đánh giá thấp hơn so với những người đàn anh, tuy nhiên ở một trận đấu giao hữu thì kết quả không phải là quá quan trọng, mà là quan trọng ở đây là việc cao thủ sẽ tận dụng cái cơ hội ra sân của mình thế nào mà thôi. Chắc chắn rồi, một số gương mặt kinh nghiệm đang thi đấu tại V-League như là Mai Xuân Quyết, Hai Long, Dụ Quang Nho, Hữu Thắng sẽ nhận được sự kỳ vọng rất lớn của ban huấn luyện. Với cá nhân mình, ở những buổi tập tối này cao thủ sẽ bớt mệt hơn, bởi vì buổi tối thời tiết ở Hà Nội cũng như là tại liên đoàn khá là mát mẻ, rất phù hợp cho các cầu thủ luyện những bài tập đòi hỏi yếu tố thể lực cao. Trận đấu giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam và đội tuyển U22 Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc buổi chiều ngày 18 tháng 5. Trận đấu này thì các phóng viên không được vào sân tác nghiệp. Mọi hình ảnh thì sẽ được trích dẫn từ đại diện của VFF. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Và đừng quên like, subscribe kênh Hậu Trường Bóng Đá để đón nhận thêm những video mới nhất của chúng tôi mang lại. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.